Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Xe Bảo Nam. Khi mà nhắc đến những chiếc xe Charlie Cuckoo thì hẳn là nhiều người không còn xa lạ gì, bởi lẽ đây là dòng xe đã từng làm mưa làm gió trong những thập niên 80-90. Ngày hôm nay, chúng tôi mang đến giới thiệu với các bạn một chiếc xe sẽ gợi lại cho các bạn niềm cảm hứng đó. Xin được giới thiệu Charlie D-Tech 50cc. Là sự tổng hòa của những đường nét vuông vức từ hệ thống đèn, đồng hồ, tem dán, Charlie D-Tech như một bản hòa ca hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại. Xe Charlie D-Tech có kiểu dáng nhỏ gọn, yên xe có độ cao là 730mm, rất phù hợp với vóc dáng của người Việt. Yên xe liền từ trước ra sau, được bọc da mềm mại, giúp người điều khiển có thể có một tư thế ngồi thoải mái và không bị chới với. Xe có đa dạng màu sắc cho người dùng dễ dàng lựa chọn. Khung xe cứng cáp, chắc chắn được sơn tĩnh điện công nghệ cao, mang lại cảm giác chắc chắn cho người dùng khi điều khiển chiếc xe này. Số đời sau này thì chúng ta sẽ ít khi còn được thấy chi tiết này lắp đặt trên xe nữa. Thế nhưng mà Charlie D-Tech vẫn giữ được lại nó, đó chính là phần giỏ xe ở phía trước xe. Phần giỏ xe này thì không chỉ là một nét đẹp riêng biệt của chiếc xe này, mà nó còn vô cùng hữu dụng khi mà các bạn có thể để áo mưa hay là mũ bảo hiểm tại đây. Xe có tay lái cong mảnh, tạo sự thanh lịch, nhẹ nhàng khi lái xe. Charlie D-Tech được trang bị hệ thống đèn pha hình vuông truyền thống với chóa đèn lớn, tăng khả năng chiếu sáng vào ban đêm và tạo sự an toàn cho người điều khiển trong điều kiện thiếu sáng. Cùng với đó, hai đèn xi nhan báo rẽ có kiểu dáng cổ điển với kích thước nhỏ gọn, giúp đèn xe mang đậm nét huyền thoại xưa cũ của những thập niên 80. Đồng hồ hiển thị mọi thông số, giúp người dùng thuận tiện khi di chuyển. Xe máy Charlie D-Tech 50cc được trang bị gương chiếu hậu tròn với phong cách tối giản, tạo nên nét tinh tế, thanh lịch, giúp khẳng định phong cách riêng. Huyền thoại thì Charlie D-Tech vẫn có hai đèn xi nhan và đèn hậu được thiết kế theo phong cách rất cổ điển. Bên cạnh đó thì phần tay bám phía sau xe cũng được lắp đặt chắc chắn và khá rộng rãi. Các bạn có thể chở thêm đồ ở phía sau mà không có cảm giác bị cồng kềnh. Xe có hệ thống lốp trước sau là lốp đặc không xăm và vành đúc hợp kim nguyên khối, giúp chống đinh khá tốt và rất an toàn cho người điều khiển. Charlie D-Tech được trang bị giảm sóc phía trước là ống lồng, giảm chấn thủy lực và giảm sóc phía sau là lò xo trụ. Động cơ của xe là động cơ dung tích 49,5cm khối, đạt vận tốc tối đa là 55km/h, thích hợp cho việc di chuyển đi lại trong thành phố. Đặc biệt, với ưu điểm của hệ thống số tự động được thể hiện ở mức tiêu hao nhiên liệu thấp, chỉ từ 1,5 đến 1,7 lít trên 100km. Đây là điểm mới mẻ được cải tiến. Ngoài ra, xe được trang bị động cơ 4 kỳ làm mát bằng không khí. Thiết kế nhỏ gọn giúp động cơ hoạt động êm ái, trơn tru mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Buồng đốt với thiết kế mới, tăng khả năng đốt cháy giúp động cơ hoạt động mạnh mẽ, ít khí thải, thân thiện với môi trường.
vọng là những thông tin vừa rồi mà chúng tôi cung cấp đã giúp các bạn hiểu thêm về chiếc xe Charlie D-Tech 50cc. Đây là một chiếc xe có thiết kế nhỏ gọn, kết hợp với cụm động cơ bền bỉ và tinh tế, rất phù hợp với những người có nhu cầu di chuyển ngắn, linh hoạt mà lại yêu thích sự cổ điển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên nhấn nút like, share cũng như là subscribe cho channel Xe Bảo Nam. Thông tin về những chiếc xe mới nhất cũng được chúng tôi cập nhật liên tục trên website xebaonam.com và fanpage Xe Bảo Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.